MC Kỳ Duyên khoác tay người yêu đi xem nhạc kịch. Nữ MC cùng bạn trai Duy Hưng tham dự buổi diễn vở chuyện tình nàng giáng hương tại thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 14 tháng 10. Kỳ Duyên tươi cười khoác tay bạn trai doanh nhân Duy Hưng trên thảm đỏ. Cô diện trang phục bó sát, đeo túi xách Chanel. Vở nhạc kịch do một người bạn của Kỳ Duyên làm đạo diễn. Chị cũng nhận lời mời làm MC cho live show của danh hài Chế Linh tại Hà Nội vào cuối tháng 10. Người đẹp sinh năm 1965, khoe vóc dáng với váy hở lưng. Kỳ Duyên chia sẻ, chị cảm thấy an tâm khi luôn có người yêu bên cạnh. Thời gian đóng bộ phim điện ảnh đầu tay, nữ MC luôn được bạn trai chăm sóc chu đáo. Nhà thiết kế Đậu Mạnh Cường cho biết, anh vốn thích câu chuyện chàng tự thức, gặp tiên, nên tò mò xem chuyện cổ được thể hiện thành nhạc kịch ra sao. Anh thơ bà xã diễn viên Bình Minh và nhà thiết kế Hầu Trần Dạ Thảo. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!